Chào quý vị các bạn nhé. Hôm nay tôi sẽ kể cho quý vị về cái câu chuyện của về cái con sóc này. Thì dấu hiệu xanh của con này đã con beo này nó đã có rồi, nhưng mà vì mãi nên là đã không tách được đực ra, cho nên dẫn đến là con đực nó bị cắn chết bởi con mẹ nó. Đó. Thì thấy không, nó rất là dữ nhỉ, nó đẻ nó dữ lắm, nó cứ xông ra mình thò tay vào là nó cắn chảy máu ngay. Bình thường là lên vai đi chơi mang theo được, nhưng mà khi mà nó đẻ rồi thì nó rất là dữ. Qua cái đợt này thì tôi sẽ cùng và nói cho quý vị các bạn xem, để những ai mà nuôi sóc và sinh sản ấy ở nhà thì biết cách phòng và cho đỡ bị tổn hại đến con giống của mình khi con giống là con đực đó được thả vào phối. Là chúng ta nên tách ra, tách ngay ra thì là tốt nhất. Còn mà chúng ta có thể để được, nhưng mà chúng ta phải căn được cái thời gian nó có dấu xanh. Những người là con dấu xanh thì con vật thì nó cũng có một cái, khi mà nó lắp chửa nó xanh thì nó rất là dữ tợn. Giữ thì chúng ta khi đó chúng ta tách ra tầm trong khoảng 2 tuần trước khi đẻ đấy, là mình phải tách được rồi. Đấy là mình nuôi kinh nghiệm đấy nhá. Còn nếu mà chúng ta không nuôi mà chưa có kinh nghiệm thì cứ tốt nhất là phối xong rồi chúng ta cho hẳn nó ra để dưỡng con đực. Ví dụ có 3-4 con cái thì phải chưa ra dưỡng xong để cho nó tiếp tục nó phối con cái khác. Nuôi cặp, mình chỉ có cặp riêng của nó thôi thì mình dưỡng rồi đến khi mà con nó khoảng 2-3 tuần mình ra thì mình lại dưỡng con mẹ nó. Mẹ nó xong bắt đầu được 2 tuần hay 1 tuần gì đó là mình cho mẹ nó vào con đực để cho nó phối để tiếp tục sinh sản. Đó. Để nuôi những con sóc sinh sản và những cũng có cái những cái kinh nghiệm cho những cái đợt khác. Thì vừa rồi là tôi đã để xảy ra là để cho con cái nó cắn chết được, cho nên là bây giờ tôi quay clip này cũng như là giới thiệu cũng như là chia sẻ cái kinh nghiệm về thực ra là để rút kinh nghiệm cho chính mình và cho mọi người ai mà nuôi sóc và sinh sản ấy. Đó. Tại vì chúng ta nuôi là chúng ta chịu khó để ý người có kinh nghiệm khác và người không có kinh nghiệm nó khác hoàn toàn. Người không có kinh nghiệm thì cứ nuôi, khi cho phối rồi á thì chúng ta cho hẳn nó đực ra để dưỡng đực. Đó. Còn người dân nuôi kinh nghiệm rồi thì người ta cứ để vẫn bình thường, nhưng vẫn phải có một cái ngăn riêng vào đấy nó tự ăn và có cho thức ăn riêng vào cái chỗ đó. Còn như vừa rồi là chỉ vì chưa kịp tách thì đã để xảy ra cái chuyện nó rồi, bị rút kinh nghiệm nhưng cũng không gì cả. Con đực mất đi là cũng là một sự mất mát về giống. Tại vì con đực này rất là tốt, nó đã cho ra rất nhiều con sóc baby rồi. Lần này là lần cuối cùng. Đấy,
thì tất nhiên là mình cũng sẽ phải cho con sóc khác rồi. Thì bản thân sóc ấy, nó không có trung thành, khi mà đã phối rồi là con đực nó sẽ cắn chết, nó sẽ không có, tại vì nó phối xong là nó phải mang thai, mang lai thì nó phải dùng những cái thức ăn và cho ăn thì nó sẽ dành ăn hết, không bao giờ nó cho đực hết đâu. Đó, cho nên là chúng ta phải tách ra ngay. Nuôi kinh nghiệm thì người ta vẫn để nguyên được khoảng 2 trước khi để 2 tuần thì người ta tách ra thôi, nhưng mà không kinh nghiệm thì cứ tách hẳn ra quý các bạn nha. Nếu mà ai còn nuôi để sinh sản đó, thì cứ tách luôn, không có để, tại vì để thì đôi khi mình quên, nếu mà mình có ở nhà nó khác, đây mình đi làm đi công việc mình chỉ quên một bữa thôi, một ngày thôi mà, là thôi là nó sẽ xử con cái những con đực ngay. Tại vì cái giống này nó đạp xong là bắt đầu nó có bầu thì nó phải dành hết thức ăn, nó không bao giờ nó cho ăn được. Mà khi nó đẻ là bắt đầu nó chỉ dành ăn mà được không ăn được rồi nên thì thôi đó, chỉ có chết đói. Thậm chí nó không cho ăn là cứ ra khỏi cái ổ của nó, là mình cái chỗ ngăn của đực là bắt đầu nó ý và nó cắn chết luôn. Này là rất nhiều lần sanh rồi nhưng mà vẫn cứ bị xảy ra những cái tình trạng như thế vậy, thì nói chung là chúng ta nên là rút kinh nghiệm, vừa là kể cho quý vị xem, vừa chia sẻ, vừa là rút kinh nghiệm chung cho những ai mà nuôi sóc sinh sản. Đợt trước ấy thì cứ đến dịp nó sinh sản là nó có dấu hiệu sanh, chưa có 2 tuần là mình đã phải tách ra rồi. Nhưng bây giờ chúng ta là phải cương quyết, là một lòng là cứ phối xong là chúng ta tách ra luôn để dưỡng cho khỏe, thì cái tỷ lệ sinh sản nó cao hơn. Chúng ta cứ để như vậy nên là cái tỷ lệ sinh sản rất thấp, như vừa rồi 2 cũng chỉ có mỗi lần cũng chỉ có một con một. Đợt này hôm nay được 2 con thì lại bố lại hy sinh rồi, thì là con đực nó đã bị hy sinh bởi con cái cắn. Rõ ràng là mình nghe thấy ban đêm nó cắn mà mình không nghĩ là nó cắn con đực. Trong khi mình đi làm rồi về thì đã thấy nó chết rồi đấy, thì thấy 2 con. Sau này nó dễ thương rồi. Đó. Đấy, mẹ nó đang chăm sóc. Bây giờ mình ngồi đây này, đứng đây cho nên nó rất sợ là mình bắt nó, bắt con nó của nó. Cho nên nó không có, nó vẫn bảo vệ vòng ngoài á. Chính vì vậy mà mình quay được như này cho quý vị các bạn xem. Nếu mà không đứng vòng ngoài bảo vệ thì nó đã, nó cho con ú, nó ôm. Cũng lúc thì mình khó nhìn nó lắm. Cái này mình quay qua một cái kính nha, mà trong cái mặt kính nó thì nó dơ, mình không lau được, không thò ra lau được, mình chấp nhận nó hơi mờ chút. Thì đó là những cái kinh nghiệm cho những ai mà nuôi sóc. Chúng ta là cố gắng làm sao khi phối xong là chúng ta tách liền, nếu một điều là như vậy, tách liền ra để dưỡng. Dưỡng thì cái tỷ lệ sau đẻ nó sẽ cao hơn. Đáng nghĩa là thường thường là nó sinh sản là cứ 3-4 con, mà trong khi đó có 2-1 con thì rất là ít, do mình dưỡng kém đó. Tại vì mình thường thường là đẻ trong đó, đâm ra là những thức ăn là nó cho đâu là con cái nó ăn hết tới đó. Nên đây là một cái kinh nghiệm cho chính tôi cũng như là cho mọi người mà sẽ nuôi sóc sinh sản, thì chúng ta cứ phối xong là chúng ta tách luôn, không có đẻ, và để dưỡng để cho nó tỷ lệ cao hơn. Thôi, chào quý vị các bạn nhé. Đây là một cái kinh nghiệm mà các bạn nha. Quý vị thấy hay thì đăng ký kênh. Những ai đăng ký rồi thì có thể share lên cho mọi người cùng xem và về để lại comment. Xin chào, hẹn gặp quý vị vào những video sau nha. Chào quý vị các bạn.